Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chạy xe đạp vòng quanh cái khu nhà của mình nha. Mời các bạn xem cái video này để biết được cái khu nhà của mình như thế nào. Hy vọng là các bạn sẽ thích. Ok. Rồi, thank you. Rồi, let's go các bạn. Let's go. Let's go. Các bạn, đây là cái khu vui chơi ở cái gần khu nhà mình nè. Bây giờ mình xuống cái khu này để chạy một vòng cho các bạn coi nha. Ok. Rồi, let's go. Hello các bạn, đây là cái khu chơi gần nhà mình đây. Rồi các bạn nhìn thấy không, mọi rất là tống, mọi các bạn nhỏ có thể để chạy xe khắp cái khu này đó. Yeah, các bạn lên ngồi, có thể ngồi ngắm cảnh này các bạn. Trời hôm nay rất là đẹp. Ok, bây giờ mình ly một vòng nữa nha, let's go. Ok, let's go. Follow me.
Ok, let's go.